Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay cô và các bạn chúng ta cùng đi vào bài 58 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Đó là tiết luyện tập trung, ôn tập trung. Chúng ta cùng đi vào bài tập số 1, yêu cầu các em tính nhẩm. Ta có ý A này, 3 x 4 thì bằng 12. Các em viết 12. Tiếp theo là ta có 4 x 18. 4 x 8 thì bằng 32. Các em viết 32. Tiếp theo nữa, 3 x với 7 x với 3 bằng 21. Tiếp theo, 6 x 9 bằng 54. Rồi, 24 chia cho 6 thì bằng 4. Tiếp tục, 40 chia 8 bằng 5. 27 chia 9 bằng 3. 18 chia 3 bằng 6. 7 x 8 bằng 56. 8 x 7 cũng bằng 56. Kem lấy tích kem chia cho thừa số này thì bằng thừa số kia. Như vậy chúng ta có 56 kem chia cho 7 thì bằng 8. Mà lấy 56 kem chia cho 8 thì bằng 7. Như vậy là cô và các bạn đã tính nhẩm xong được ý A. Với ý A này thì các em học thuộc các bảng nhân và bảng chia thì chúng ta có thể nhanh chóng làm được bài tập 1A rồi. Bây giờ cô và các bạn cùng chuyển sang bài tập số 1B. Ta có bài tập số 1B như sau. Yêu cầu các bạn viết 1 phần 3, 1 phần 6, 1 phần 4, 1 phần 8, 1 phần 2 vào chỗ chấm thích hợp. Ở đây các em thấy chúng ta có một hình tròn. Người ta chia thành hai phần bằng nhau, tô màu vào một phần. Thì cái này biểu diễn của 1 phần 2. Chia hai phần, tô màu vào một phần. Chia hai phần bằng nhau, tô màu vào một phần. Thì cái này biểu diễn 1 phần 2. Hình tròn này chia thành 3 phần bằng nhau, tô màu vào một phần. Như vậy cái này biểu diễn 1 phần 3. Tiếp theo, hình tròn này chia thành 4 phần bằng nhau, đã tô màu vào một phần, như vậy cái này biểu diễn 1 phần 4. Tiếp tục, sang hình này. Hình này thì các bạn thấy chia thành mấy phần bằng nhau đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chia thành 6 phần bằng nhau và đã tô màu vào một phần như thế này, thì cái này lại biểu diễn 1 phần 6. Tiếp tục sang hình tiếp theo, các em thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chia thành 8 phần bằng nhau, tô màu vào một phần, thì cái này biểu diễn của 1 phần 8. Như thế là chúng ta đã xong được thêm bài tập số 1B. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Những ai bài chưa xong, các em có thể dừng một chút để các em làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 2 như sau. Bài tập số 2, yêu cầu các bạn là đặt tính rồi tính. Thì đối với bài này, các em sẽ đặt tính theo hàng dọc để các em tính cho cô. Phép tính đầu tiên, 34, các em nhân 2. Các em nhân theo thứ tự từ phải sang trái. Chúng ta nhân hàng đơn vị trước. 2 x 4 bằng 8, các bạn biết 8. 2 x 3 bằng 6. Kết quả ở đây bằng 68. Tiếp tục, cô có 121, cô nhân 4. Cô cũng nhân theo thứ tự từ phải sang trái. Nhân hàng đơn vị trước, 1 x 4 bằng 4, viết 4. 4 x 2 bằng 8, viết 8. 4 x 1 bằng 4, viết 4. Kết quả của phép nhân này bằng 484. Sang phép chia, 85 chia cho 2. Cô chia chữ số hàng đơn vị trước,
Cô có 8 chia 2 bằng 4, viết 4. Cô nhân ngược lên, 4 nhân 2 bằng 8, viết ngay dưới chữ số 8 mà cô vừa đem chia. Có 8 trừ đi 8 bằng 0, hạ 5 xuống. 5 chia cho 2 thì được 2 lần. Kem nhân ngược lên, 2 nhân 2 bằng 4, viết ngay dưới chữ số 5 mà các bạn vừa đem chia. Ta có 5 trừ đi 4 thì số dư ở đây bằng 1. Như vậy chúng ta được kết quả của phép chia này bằng 42 dư 1. Tiếp theo, cô có phép chia 669 chia cho 3. Các bạn cũng chia theo thứ tự từ trái sang phải. Kem chia chữ số hàng trăm trước, ta có 6 chia cho 3 bằng 2, viết 2. Kem nhân ngược lên, 2 nhân 3 bằng 6, viết ngay dưới chữ số 6 hàng trăm. Ta có 6 trừ đi 6 bằng 0, hạ tiếp chữ số 6 hàng chục xuống. Thì ta có 6 chia 3 cũng bằng 2. Lại nhân ngược lên, 2 nhân 3 bằng 6, viết ngay dưới chữ số 6 mà các em vừa đem chia. Ta có 6 trừ đi 6 bằng 0, hạ tiếp chữ số 9 xuống. 9 chia cho 3 thì bằng 3. Kem nhân ngược lên, 3 nhân 3 bằng 9. Chúng ta có 9 trừ đi 9 thì bằng 0. Như vậy, kết quả của phép chia này bằng 223. Như thế là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2A. Cô chuyển sang bài tập số 2B. Những ai chưa xong bài tập số 2A, các bạn có thể dùng một chút để làm xong bài tập số 2A nhé. Bài tập số 2B cũng là tính, bài tập 2B là tính giá trị các biểu thức. Thì các em nhớ cho cô, trong biểu thức nếu mà có dấu ngoặc thì các bạn sẽ thực hiện ngoặc trước, sau đó đến thứ tự là các phép nhân chia và cuối cùng là phép cộng trừ, đúng không nào? Ở đây chúng ta có là biểu thức đầu tiên 54 trừ đi 0 chia 9. Chúng ta có phép trừ và phép chia, các bạn đi thực hiện phép chia trước cho cô. Như vậy cái phép trừ chưa thực hiện các bạn giữ nguyên. 54 trừ đi 0 chia cho 9 thì bằng 0. Vậy 54 trừ đi 0 thì vẫn bằng 54. Như vậy chúng ta được kết quả đầu tiên, biểu thức đầu tiên được có kết quả là bằng 54. Sang biểu thức thứ hai, 36 cộng 0 nhân với 1. Có phép cộng và phép nhân. Tuy nhiên là chúng ta có là phép cộng thì nó nằm ở trong ngoặc thì các bạn thực hiện trong ngoặc trước cho cô. Ta có 36 cộng 0 thì bằng 36. Sau đó lấy 36 nhân với 1 thì vẫn bằng 36. Đấy, nhớ là thực hiện trong ngoặc trước. Như vậy ta có 36 cộng với 0 này. Thực hiện trong ngoặc trước thì ta có 36 cộng 0 thì vẫn bằng 36 này. Sau đó thì lấy 36 nhân với 1. Đấy, phép nhân chúng ta thực hiện sau. Bởi vì là phép nhân này nó ở ngoài ngoặc thì các em ưu tiên là chúng ta phải thực hiện trong ngoặc trước. Vậy kết quả chúng ta ở đây là bằng 36 nhé. Tiếp theo sang ý B là 54 chia 9 nhân 0. Trong biểu thức có chứa phép chia và phép nhân. Các em thực hiện từ trái sang phải. Phép toán nào đứng trước thì các bạn thực hiện trước cho cô. 54 chia cho 9 thì bằng 6. Sau đó các em lấy 6 nhân với 0 thì vẫn bằng 0. Tất cả các số khi nhân với 0 thì đều bằng 0 cả. Tiếp theo sang cái biểu thức cuối cùng, 36 cộng 1 trong ngoặc nhân với 0. Ở đây chúng ta có là phép cộng và phép nhân. Tuy nhiên là phép cộng nằm ở trong ngoặc thì các em thực hiện trong ngoặc trước cho cô. Đấy, ta thực hiện trong ngoặc trước, ta có 36 cộng 1 thì bằng 37. Các em lấy 37 nhân với 0 thì cũng bằng 0. Tất cả các số khi nhân với 0 thì đều bằng 0 cả. Như vậy cô và các bạn đã hoàn thành xong được thêm bài tập số 2B. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 3. Những ai chưa xong bài tập số 2B, các bạn có thể dừng lại để tiếp tục làm xong bài tập 2B. Cô có bài tập số 3 như sau. Một xe vận chuyển hàng trong siêu thị mỗi chuyến chở được nhiều nhất là 5 thùng hàng. Một chuyến thì chở được 5 thùng.
Hỏi chiếc xe đó cần vận chuyển ít nhất mấy chuyến để hết 55 thùng hàng. Như vậy, 55 thùng mà cứ mỗi chuyến là chở 5 thùng. Như vậy muốn tìm số chuyến thì các em sẽ lấy số thùng hàng này. Các em chia cho số thùng trong một chuyến, đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ lấy 55 chia cho 5 thì sẽ được 11 chuyến. Vậy chúng ta có câu A như sau. Câu A. Chiếc xe đó cần vận chuyển ít nhất số chuyến là. Chiếc xe đó cần vận chuyển ít nhất số chuyến là. Chiếc xe đó cần vận chuyển ít nhất số chuyến là. Các bạn sẽ lấy tổng số thùng hàng, kem chia cho số thùng trong một chuyến. Như vậy là lấy 55 chia cho 5 thì chiếc xe này sẽ cần vận chuyển là 11 chuyến. Tiếp theo câu B. Mỗi thùng hàng cân nặng 100 kg. Hỏi mỗi chuyến xe đó vận chuyển được nhiều nhất bao nhiêu kg hàng? Như vậy, mỗi thùng là 100 kg mà chúng ta có ở đây là 1, 2, 3, 4, 5 thùng. Như vậy thì các bạn sẽ làm phép nhân. Các em sẽ lấy 100, các em nhân với 5 lên. Thì ở đây mỗi lần vận chuyển thì sẽ vận chuyển được là 500 kg. Vậy chúng ta có ý B. Ta có ý B là mỗi thùng hàng, mỗi chuyến xe vận chuyển được nhiều nhất số kg là. Mỗi chuyến xe vận chuyển được nhiều nhất số kg cứ mỗi thùng là vận chuyển là 100 kg. Ở đây có 5 thùng thì chúng ta lấy 100 kem nhân 5 lên. Như vậy mỗi chuyến sẽ vận chuyển được nhiều nhất là 500 kg. Đáp số câu A là 11 chuyến và câu B là 500 kg. Như vậy cô và các bạn đã vừa hoàn thành thêm được bài tập số 3. Những ai mà chưa xong thì các em có thể dừng một chút để các bạn làm cho xong. Cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 4. Cô có bài tập số 4 như sau. Viết tên hình tam giác, hình tứ giác dưới đây. Hình tam giác là hình có 3 cạnh, còn hình tứ giác là hình có 4 cạnh. Các em xem hình đầu tiên có này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy hình này có 6 cạnh thì không phải là hình tam giác mà cũng không phải hình tứ giác. Hình tiếp theo chúng ta có này, KLMN đúng không? 1 cạnh, 2, 3, 4. Như vậy đây, hình này là hình tứ giác vì có 4 cạnh. Hình này có 1, 2, 3, 4, 5. 5 cạnh thì không phải là tam giác mà cũng không phải tứ giác. Hình này có 3 cạnh thì hình này là tam giác. Như vậy chúng ta có một hình tứ giác và một hình tam giác. Vậy chúng ta có tên hình đúng không nào? Hình tứ giác này.
Hình tứ giác là KLMN. Hình tam giác là ADK. Như vậy là chúng ta có một tứ giác và một tam giác. Câu B, dùng eke để kiểm tra xem hình nào ở câu A có góc vuông. Vậy các bạn sẽ dùng eke để các bạn kiểm tra cho cô xem hình nào có góc vuông. Hình này chúng ta kiểm tra các góc này. Không có góc nào là góc vuông cả. Đấy, tất cả các góc của hình này thì đều không vuông. Hình đầu tiên không có góc vuông nhé các em. Hình tiếp theo, hình này, đây chúng ta có một góc vuông này. Góc vuông đỉnh ở M này. Tiếp theo chúng ta có góc vuông đỉnh N này. Hai góc vuông. Hình này xem thử góc K. Góc K ở đây. Góc vuông đỉnh K. Đây có nhìn một chút, các bạn đợi cô xíu nha. Cô xoay. Nhìn kỹ xem thử cái góc K này có phải góc vuông không? Vì cô để ở phía trên thì cô nhìn nó cũng không rõ. Ví dụ như ở đây này, góc này đây là góc vuông này. Ok rồi nhá. Nhưng cái góc K này cô có cảm giác nó không vuông. Nó gần vuông thôi. Chưa vuông. Cái góc K này không phải góc vuông các bạn. Góc K không phải là góc vuông. Nếu như mà là góc vuông ấy thì cái cạnh này nó phải sát đây cơ. Nhưng mà góc K không phải là góc vuông. Đây, các em có thể kiểm tra kỹ. Nếu mà các bạn kiểm tra sơ qua, nhìn qua thì có thể là các em sẽ thấy nó giống góc vuông. Nó rất là giống góc vuông. Nhưng mà khi đo thì nó không phải là góc vuông các bạn ạ. Cô kiểm tra bằng eke thì cô thấy nó không phải góc vuông. Nếu là góc vuông thì cái cạnh này này nó phải sát với cạnh của thước, trong khi đó khi cô đo lên như này, cô đã nghiêng cái cả cái quyển sách để cô đo cho nó chính xác cho các em đây, thì các em thấy này, cái mép thước nó ở phía bên trong, còn cái cạnh này nó hơi chách ra phía bên ngoài. Như vậy góc K này không phải là góc vuông, và các góc còn lại thì hiển nhiên rồi, nhìn bằng mắt thường cũng không phải là góc vuông. Như vậy ở đây chúng ta sẽ xem thử hình nào ở câu A có góc vuông. Như vậy chúng ta có là cái tứ giác KLMN có góc vuông đỉnh M và góc vuông đỉnh N. Đấy, chỉ có một hình này có góc vuông thôi. Cái này không phải góc vuông nhá. Cô đã kiểm tra rất kỹ rồi, các bạn có thể kiểm tra lại. Như vậy chúng ta có này, tứ giác KLMN có hai góc vuông. Có hai góc vuông là góc đỉnh M, góc vuông đỉnh M và góc vuông đỉnh N. Đó là góc đỉnh M. Và góc đỉnh N. Như vậy tứ giác này có hai góc vuông, đó là góc đỉnh M và góc đỉnh N, là hai góc vuông đây. Tiếp tục cô chuyển sang bài tập cuối cùng. Bài tập tiếp theo là bài tập số 5. Những ai mà chưa hoàn thiện xong được cái bài tập số 4 thì các bạn có thể dừng một chút để các em làm cho xong bài tập số 4 nhé. Cô chuyển bài tập số 5 như sau. Bài tập số 5, một tấm thảm trải sàn có kích thước như hình vẽ bên, tính chu vi của tấm thảm. Như vậy cái tấm thảm này là hình chữ nhật.
Muốn tìm chu vi thì các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng trong ngoặc nhân 2. Như vậy chúng ta có chu vi của tấm thảm là 2. Có ngoặc thì các bạn thực hiện trong ngoặc trước cho cô. 8 cộng 4 bằng 12, 12 nhân 2 bằng 24. Như vậy là bằng 24 m. Vậy chu vi của tấm thảm này bằng 24 m. Đáp số Tiếp tục cô chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 6. Những ai mà chưa xong, các em có thể dừng một chút để các bạn làm cho xong bài tập số 5. Cô có bài tập số 6, quan sát hình vẽ, khoanh vào chữ, đặt trước đáp án đúng. Các em nhìn thấy ở đây, chúng ta có cái cân này ở vị trí thăng bằng, tức là hai cái quả cân này nặng bằng nhau. Quả bóng tennis với cái hình 6 cạnh này là nặng bằng nhau, đúng không nào? Bên này thì chúng ta có hai cái quả, vẫn là cái quả 6 cạnh đấy và một cái quả hình tròn. Hai quả này thì nặng bằng hai quả này. Như vậy hai quả giống hệt nhau thì bằng nặng bằng hai quả này. Như vậy thì một quả màu hình tròn đậm này này thì nó cũng sẽ nặng bằng một cái hình lục giác như này, đúng không? Hình 6 cạnh như này. Vì hai quả bằng hai quả thì chúng ta sẽ suy ra được một quả sẽ bằng một quả. Như vậy này, quả này thì bằng quả này. Mà cái quả đậm này cũng bằng cái quả hình lục giác này. Đấy. Hình lục giác thì bằng với quả bóng tennis. Hình lục giác cũng nặng bằng cái quả đậm bên này. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được hai quả này sẽ nặng bằng nhau. Hai quả này nặng bằng nhau thì các bạn sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án C. Các em sẽ khoanh vào đáp án C cho cô. Như thế là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được bài 58, cũng là bài cuối cùng của học kỳ 1 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Các em hãy ủng hộ cô bằng cách là nhấn đăng ký kênh, bấm chuông để chúng ta tiếp tục đón xem các video, các bài giảng của môn toán lớp 3 cũng như vở bài tập toán lớp 3 học kỳ 2 các bạn nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.